Thưa quý vị, kể từ lần đầu tiên được phát hiện ở Nam Phi hồi đầu tháng 11, thì biến chủng Omicron đến nay đã xuất hiện ở hàng chục quốc gia và khiến cho nhiều nước phải siết chặt những hạn chế trong công tác phòng chống dịch. Trong đó, thì chuyên gia dịch tễ học hàng đầu Mỹ đã cảnh báo về một mùa đông ảm đạm sắp tới với nguy cơ biến chủng Omicron có thể lây nhiễm toàn cầu. Ông Anthony Fauci, cố vấn y tế của Nhà Trắng cho rằng, dù các dấu hiệu cho thấy nó không nghiêm trọng hơn biến chủng Delta và chưa trở thành chủng trội, Omicron được chứng minh thông qua những dữ liệu ban đầu là có khả năng kháng vaccine và lây truyền cao hơn. Có một điều rất rõ ràng là Omicron có khả năng lây lan phi thường. Nó sẽ hoàn hành khắp thế giới. Nếu tình hình như hiện tại vẫn tiếp diễn trong một đến hai tuần nữa thì hệ thống bệnh viện của chúng ta sẽ trở nên căng thẳng, đặc biệt là ở những khu vực tỷ lệ tiêm chủng thấp. Ông Fauci kêu gọi những người Mỹ chưa tiêm phòng nên đi tiêm và người đã tiêm nên tiêm mũi tăng cường vì chúng đã được chứng minh có khả năng tái tạo lớp bảo vệ cho cơ thể. Biến chủng Omicron hiện chiếm khoảng 3% số ca COVID-19 ở Mỹ và con số được dự báo còn tăng mạnh như đã diễn ra ở nhiều nước khác.